Chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với đồng hồ côn cổ vang vọng để cùng với em đi tìm hiểu cũng như là giao lưu những cái mẫu đồng hồ. Và ngày hôm nay thì các bác sẽ được giới thiệu đến là những cái chiếc đồng hồ tạ cây. Đương nhiên rồi, đây là một cái dòng đồng hồ song song với những đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn. Thì đây cũng là một trong bộ 3 dòng đồng hồ được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới. Thì các cái mẫu tạ cây mà bên đồng hồ vang vọng thường giao lưu tới các bác đa phần sẽ là những cái mẫu đồng hồ tạ cây Mỹ. Bởi vì đây là một trong những quốc gia sản xuất được những cái phần thiết kế vẻ ngoài, những cái diện mạo đồng hồ cực kỳ là đẹp mắt. Và trên đây thì chính trong video ngày hôm nay em sẽ quay và giới thiệu tới các bác những cái vẻ đẹp đó. Rồi, ở đây thì các bác có thể nhìn thấy sẽ có 3 mẫu đồng hồ tạ cây, nhưng mà nhân vật chính sẽ là hai chiếc đồng hồ tạ cây mà em đang chỉ tay đây. Còn chiếc đồng hồ tạ góc em đã làm một cái video khác rồi. Các bác nào quan tâm thì có thể nhắn tin trực tiếp hoặc là liên hệ trực tiếp tới đồng hồ vang vọng. Em sẽ gửi những cái hình ảnh cũng như là video chi tiết về sản phẩm đó cho các bác. Rồi, trước hết thì ngày hôm nay các bác có thể thấy đây, một chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu Slide. Đây là một trong những thương hiệu cực kỳ lớn và những thiết kế của thương hiệu này phổ cập trên toàn bộ thế giới các bác nhé, đã đặt chân tới tất cả mọi quốc gia trên toàn thế giới này. Đây là một cái mẫu đồng hồ với một cái thiết kế cực kỳ là đẹp mắt và cảm giác rất là khỏe trong cái dáng mình, đúng không ạ? Đây là cái dáng thùng, các bác hay gọi là dáng thùng tạ cây mái sừng trâu. Bởi vì ở phần mái được chia ra rất là rõ nét ở hai bên là hai phần mái lớn, đúng không ạ? Vị trí trung tâm chúng ta sẽ có một con tiện và một phần chi tiết đế tiện được chạm trổ những cái hoa văn viền rất là đẹp mắt. Toàn bộ cái màu sắc gỗ các bác để ý giúp em nhé, được đan xen giữa những cái lớp vân gỗ khác nhau và các cái màu sắc cũng khác nhau. Đây các bác nhìn này, tạo cho được những cái sự phản chiếu rất đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn là rất là tân xứng ở cả hai bên. Phần đỉnh mái lớn em sẽ quay kỹ càng một chút để các bác nhìn nhé. Đây là phần mái phía bên trái và phần mái phía còn lại cũng vậy. Gần như là không có những cái dấu hiệu hao mòn xước sát gì quá nhiều đâu. Đó, các bác có thể hoàn toàn an tâm sử dụng trong một thời gian cực kỳ lâu dài nữa. Đó là phần đỉnh mái trên. Chúng ta sẽ đi xuống phía dưới một chút nhé. Thì đây chính là phần song song với tầm mắt khi mà chúng ta nhìn đồng hồ. Và đây cũng là phần trung tâm của đồng hồ luôn. Các bác có thể thấy chúng ta sẽ có phần ở mặt kính trên. Sẽ có một phần mặt số, đúng không ạ? Toàn bộ cánh cửa thì là một phần cánh lớn. Thế này em sẽ mở phần cánh ra nhé. Các bác có thể nhìn qua phần chìa khóa này. Em sẽ mở phần cánh ra để các bác nhìn qua. Đây, đây là phần tay khóa được khắc nổi, được đúc nổi hình chữ S, tức là thương hiệu Slide. Đó, một chiếc đồng hồ tạ cây lớn nhưng mà còn nguyên bản tới từng cái phần chi tiết nhỏ như phần tay khóa đấy các bác ạ. Đó, rất là kỹ càng trong khâu chọn hàng luôn. Rồi, mở phần cánh trên ra để các bác có thể nhìn được vào bên trong nhé. Đây là phần mặt số của chiếc đồng hồ. Một phần mặt số, đương nhiên rồi, tạ cây sẽ luôn luôn những cái bộ số nổi. Và một cái màu sắc vàng bóng ở trên cái nền phần nền kim loại trắng bạc. Cái tự tương phản của chúng mà cho những cái bộ số này rất là dễ nhìn và cực kỳ đẹp mắt. Toàn bộ phần mặt số thì đây có thể gọi là một phần mặt số vuông, đúng không ạ? Nền mặt số tròn này. Bốn góc của phần mặt số chúng ta sẽ có các cái họa tiết hoa văn vừa được chạm khắc đó và được gắn trực tiếp vào trên cái nền kim loại bóng sáng đây, cũng rất là nổi bật và hoàn toàn là đối xứng nhau tại cả bốn vị trí góc luôn. Về bộ kim hiển thị của chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ có bộ 3 kim. Đó, bộ 3 kim sẽ là một kim hiển thị giờ này, kim hiển thị phút và kim rốn. Các bác gọi đây là phần kim rốn, hiển thị giây. Trung tâm của phần mặt số cũng rất là đẹp với các cái phần hoa văn. Ngoài cái bộ kim để hiển thị thời gian giây, phút và giờ ra thì chúng ta sẽ còn có phía bên trên là một phần lịch. Đó, nhắc tới phần lịch thì đây sẽ là một phần lịch khá là đặc biệt bởi vì đây sẽ là lịch mặt trăng. Chạy theo chu kỳ trăng các bác nhé. Đó, còn là cái lịch dương thì là chạy theo chu kỳ mặt trời, đúng không ạ? Thì các bác chúng ta hay gọi đây là phần lịch âm thì cũng có thể được như thế. Rồi, về bộ số của lịch các bác cũng có thể thấy nhá. Đúc nổi, được dập nổi, đúng không ạ? Và các cái hoa văn kết nối cũng rất là khác biệt. Với 29 1/2 ở giữa số 9 đây, tức là 29 ngày rưỡi. Tức là cái chu kỳ quay của mặt trăng xung quanh trái đất sẽ là 29 ngày rưỡi các bác nhá. Rất là chính xác luôn. Ở đây thì chúng ta còn có thêm hai phần nửa bán cầu với những cái phần tên của từng cái lục địa. Đó, được in hoàn toàn bằng tiếng Anh, Asia này, châu Á này, châu Âu,
rồi châu Mỹ, đó, Atlantic các thứ được in hết ở đây. Trang trí rất đẹp. Phần mặt trăng, đó, đây là một phần mặt trăng. Chính vì thế thì chúng ta gọi đây là phần lịch trăng sao luôn. Các cái chòm sao cũng được in rất là đẹp. Đó. Thực sự mà nói thì những cái phần đồng hồ tạ cây này, đa phần chúng ta sẽ rất là phải chú ý đến cái vẻ đẹp thiết kế của chiếc đồng hồ. Bởi vì nó sẽ như là một cái phần món đồ nội thất lớn các bác nhá. Thực sự là lớn thật, đúng không ạ? Với kích thước chiều cao của chiếc này em đo rồi là 2m1 và rộng nhất tại phần chân đế sẽ là 58 cm. Đó, đó là phần kích thước. Thì đương nhiên rồi, một chiếc đồng hồ tạ cây lớn nhưng còn đẹp trong từng chi tiết nhỏ. Phía bên cạnh số 3 rất là quen thuộc với những cái bác nào đã từng sử dụng hoặc là đã từng xem qua các video mà em làm. Thì chúng ta sẽ có một phần cần gạt chuyển bài sẽ luôn luôn nằm ở phía số 3 các bác nhá. Tên của ba bản nhạc, bản Guild, bản Smith và bản Westminster là bản nhạc truyền thống. Đây sẽ có một cái chế độ silent, tức là chế độ tắt chuông khi chúng ta gạt thẳng cái phần cần này lên phía trên là sẽ dừng chuông. Và đặc biệt hơn nữa với cái chiếc đồng hồ slide này, nó còn có một cơ chế mà rất là nhiều bác đang tìm kiếm. Em đoán là như thế, đó là chế độ tắt chuông đêm. Các bác có thể nhìn thấy một phần cần kéo đây. Khi mà chúng ta sử dụng phần cần này kéo xuống, đó, thì cái tiếng chuông của đồng hồ nhà chúng ta sẽ hoạt động trong khoảng thời gian là từ 7 giờ sáng cho tới tầm khoảng là 10 giờ tối. Sau đó thì tiếng chuông sẽ tự động dừng lại, đó, và hoạt động vào sáng ngày hôm sau. Một trong những cái cơ chế mà cực kỳ là các bác đang là sưu tầm hoặc là đang là tìm kiếm rất là chú ý, đúng không ạ? Rất quan tâm đến cái chế độ này. Bởi vì chúng ta mới chơi đồng hồ có thể sẽ sợ ảnh hưởng tiếng chuông cho tới cái sinh hoạt của gia đình, hoặc là sợ ảnh hưởng tới hàng xóm, hoặc là sợ ảnh hưởng tới người thân của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây là một cái cơ chế dành cho các bác nếu như các bác đang lo ngại về những cái vấn đề về tiếng chuông. Chúng ta sẽ tiếp tục nha, đi xuống phần thân đồng hồ. Đây là một chiếc tạ cây còn trong tình trạng em sưu tầm, phải nói rằng cực kỳ đẹp, màu sắc rất là tương đồng nhau. Bộ ba tạ các bác có thể thấy nhá, bộ ba tạ trơn cùng với một phần mặt lắc dáng cây đàn. Đây là phần thân lắc dáng cây đàn, những cái phần sợi thép này, em gọi là sợi nhưng mà thực chất thì đều là những cái thanh thép rất là chắc chắn luôn, để nối phần móc treo cho tới phần mặt lắc. Đó, gần như là những phần dây đàn, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có một phần mặt lắc được chạm trổ. Các bác thử nhìn mà xem, một phần mặt lắc chạm trổ rất là tinh tế. Hoa văn họa tiết rất là đẹp. Thực sự như thế. Và ở phần đuôi của lắc sẽ luôn luôn có một phần ốc vặn. Đây là phần núm để chúng ta căn chỉnh cái độ nhanh chậm của thời gian. Đó, rất là cẩn thận. Đóng phần cánh lại để các bác chiêm ngắm vẻ đẹp phía bên ngoài nhá. Ở mảng kính dưới thì chúng ta sẽ có những cái mảng kính vắt viền ở tất cả các bên hông. Ba mặt đều là những kính vắt viền. Và nhờ có kính vắt viền đó, các bác có thể thấy nhá, bộ tạ, bộ lắc khi mà chúng ta nhìn từ góc nghiêng này rất là khác biệt, đúng không ạ? Rất hay. Ổ khóa các bác ạ, đây là phần ổ khóa cũng được cách điệu với những cái hoa văn ở bên ngoài. Đó, rất chắc chắn. Rồi, hai trụ lớn ở toàn bộ đi ra xa để các bác nhìn nhá, sẽ có hai trụ lớn ở hai bên. Đó, trải dài từ phần đỉnh mái cho tới tận phần chân đế cuối cùng. Đây là chi tiết đế, đây là phần đế. Đó, phần đế thì em giới thiệu kích thước rồi, chiều ngang sẽ là rơi vào 58 cm. Tất cả các cái phần chân đế nhá, có 4 phần chân thì đều có những cái phần núm vặn để chúng ta căn chỉnh cái chiều cao. Đó, cái độ cân bằng cho cái phần đế của đồng hồ tùy vào mặt bằng của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, phần đế cũng rất đẹp khi mà các bác nhìn này, màu gỗ sáng đó. Rồi, đó là tổng quan về, em xin lỗi, vẫn còn thiếu một chút nữa, đó là phần ô cửa bên này. Đó, cửa thì chúng ta sẽ có những cái phần cửa kính này và gỗ ở phía bên ngoài. Đây là em đã gắn trực tiếp lên các bác nhìn nhá. Còn khi chúng ta mở ra thì sẽ như thế này đây. Đó, có thể mở ra như thế này để chúng ta có thể xem được cái bộ máy ở phía trong. Rồi, các bác ngắm qua bộ máy một chút, sau đó thì em sẽ thử tiếng chuông nhé. Đây là bộ 12 thanh gông và bộ 12 đầu vồ để chơi được giai điệu của ba bản nhạc, cũng như là một phần quả lô. Đó, các bác cùng ngắm nhìn. Rồi, sau đây thì em sẽ mời các bác nghe qua thử âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ nhé. Thank you.
Đó, một chiếc đồng hồ tạ cây, hình thức đẹp và âm thanh các bác đã được nghe qua. Trên thực tế thì tất cả những chiếc đồng hồ tạ cây của Mỹ hoặc ở Đức đa phần sẽ là chơi được 12 gông và là 3 bản nhạc như các bác vừa nghe đấy. 3 bản nhạc thì sẽ là bản nhạc gì? Em vừa giới thiệu rồi, bản Whist, bản Smith và bản Westminster. Đó, mời các bác cùng nhìn tổng quan lại một lần nữa nhé. Đồng hồ slide, sừng trâu và có tắt trong đêm. Đó. Tiếp theo, em sẽ mời các bác cùng đi đến một chiếc đồng hồ có thể nói là cái kiểu dáng sẽ là kiểu dáng đối lập với dáng mái sừng trâu. Em hay gọi đây là dáng mái vỏ sò, một phần là mái cực kỳ là dày dặn, đúng không ạ? Nếu như bên này là một cái dáng mái rất là khỏe khoắn, cực kỳ là mạnh mẽ, cảm giác như thế, thì đây sẽ là một phần mái được bao trùm hoàn toàn, đúng không ạ? Mang được cái độ xuyên suốt cho chúng ta khi mà ngắm nhìn phần mái này. Đây là một phần đồng hồ tạ cây xuất phát từ thương hiệu Seth Thomas. Đây cũng là một thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Rồi, cảm giác rất là dày dặn, cực kỳ là dày dặn luôn. Từ cái phần đỉnh mái phía trên khi mà chúng ta nhìn thấy phần thân đồng hồ cũng vậy. Về kích thước thì chiều cao sẽ là 2m08 và phần chân đế em đo sẽ là 60cm để các bác có thể lựa chọn vị trí đặt. Những cái mẫu tạ cây này thì về kích thước sẽ không chênh nhau quá nhiều đâu, chỉ là một vài cm thôi. Phần mái trên này, do phần ánh đèn thì có thể các bác sẽ không được thể nào mà nhìn rõ được. Nhưng mà đây là phần mái rất đẹp. Đây, các bác có thể nhìn từ góc này nhá. Toàn bộ phần mái này, các bác nhìn nhá, được để luôn lớp gỗ gồ lên và được ép vân gỗ nu. Các bác lưu ý nhá, là những cái vân gỗ nu rất là đẹp này, mắt gỗ rất là hay luôn. Phần mái trên cũng vậy, phần mái trên đó chỉ là một phần mái kết nối liền với nhau, khác biệt so với phần mái sừng trâu bên kia, còn thiết kế thì tương tự, đúng không ạ? Ngay cả những bên hông thùng nhá cũng đều được ép vân gỗ nu, các bác nhìn này. Tất nhiên là được đối xứng ở cả hai bên rồi. Đó. Rồi, quay lại ở vị trí trung tâm. Phần cánh ngoài của chiếc đồng hồ này thì có thể em sẽ cho một điểm cộng hơn nhờ có được cái chi tiết chạm trổ ở trực tiếp trên phần cánh đây. Đó. Nếu như ở phía bên này chỉ là một đường viền các bác nhé, một đường viền thôi, thì ở bên này sẽ là một chi tiết chạm trổ khắc sâu rất đẹp này. Các bác nhìn qua những bông hoa, những họa tiết rất là hay. Đó. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa ở trên chiếc đồng hồ Seth Thomas này thì các bác có thể để ý, đây là những cái phần trụ được gắn trực tiếp ở phần thân thùng luân. Thì trên chiếc đồng hồ này, những cái phần trụ đó sẽ được tách ra. Đây có thể nói là một trong những cái thiết kế cực kỳ đặc biệt nhá. Em đã quay rất là nhiều những chiếc đồng hồ tạ cây để giới thiệu với các bác rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy có một chiếc đồng hồ người ta làm tách biệt hoàn toàn, tách rời hoàn toàn cái phần con trụ này ra ngoài. Đó, các bác nhìn này. Đó, chúng ta có thể cầm tay như thế này luôn. Rất đặc biệt, khiến cho cái phần chiều dày, cái độ dày của đồng hồ chúng ta cảm giác sẽ có cái sự bề thế hơn. Đó, nối chắc chắn từ đỉnh mái đương nhiên rồi, tận chân đế phía dưới, hai quả trụ nhìn ra rất là khỏe. Đó, đây, ngay cả cái phần viền bo cánh bên trên cũng được ép vân nu và đặt những cái chi tiết gỗ. Em sẽ mở phần cánh ra, đương nhiên rồi. Phần mặt số tương đồng sẽ là một phần mặt số hoàn toàn một cái sắc vàng, đúng không ạ? Nền vàng và những cái con số cũng là số nổi vàng được điểm lên, nhưng mà bộ số cũng rất dễ nhìn và nổi bật. Đây là một chiếc đồng hồ sẽ không có tắt chuông đêm, vì thế sẽ có hai cần khóa chuông tay. Thực tế thì đây cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần kéo phần cần này, kéo xuống và gạt lên. Bên này cũng thế, để chúng ta dừng chuông thôi, không có gì là khó khăn cả. Đó, bốn góc vẫn được điểm các cái chi tiết đồng, họa tiết đồng. Bên trên thì vẫn là một phần lịch trăng sao và những cái con số được gắn nổi. Đây thì sẽ khác biệt hơn một chút khi sẽ là những cái hình họa tiết được vẽ. Đó, được vẽ các hình như là ngôi nhà, thuyền buồm xuôi gió, rồi hình mặt trăng. Đó, khác biệt hơn so với chiếc đồng hồ slide kia. Bởi vì đây là hai cái thương hiệu khác nhau mà. Đây là những cái chi tiết đó, gọi là bản lề các bác nhé. Có 3 bản lề ở phần cánh, chiếc nào cũng vậy. Một phần giấy được ghi gắn tại phần cánh thùng. Đây là một thương hiệu, đây là một cái mẫu từ những cái năm 1980. Rất hay, rất đẹp, một cái vẻ đẹp gắn liền với thời gian luôn. Bộ ba tạ vẫn sẽ là bộ ba tạ trơn và phần lắc sẽ vẫn là lắc dáng cây đan. Khác biệt thì khác biệt ở đâu? Chính là phần mặt lắc, với một phần mặt lắc nường ngoài sẽ là một phần kim loại bóng và ở giữa thì sẽ được khắc truyện những cái dòng chữ. Đó, các bác có thể nhìn qua, rất đẹp đúng không ạ? Rồi, kính bên sẽ là kính mài viền tương đồng nhau. Đó, không có quá là nhiều điều khác biệt về những cái cấu tạo ở phía trong, nhưng bên ngoài thiết kế thì đương nhiên là mỗi chiếc mỗi khác rồi. Đó, và cuối cùng là phần đế để em quay cho các bác. Đó, viền đế các bác nhìn nhá, chạm rất đẹp toàn bộ xung quanh này.
Đó, chúng ta phải để ý những cái chi tiết nhỏ như này làm nên cái vẻ đẹp cho chiếc đồng hồ. À, đây các cái phần trụ lớn ở hai bên. Ở phần cửa thì đây sẽ là phần cửa của chiếc đồng hồ các bác nhé. Đây là phần cửa cánh em đã tháo ra gỗ và là cửa lưới đó. Và bộ máy phía trong quay qua để các bác nhìn sơ qua một chút. Đó, chiếc đồng hồ vẫn là 12 thanh gông, đương nhiên rồi, sẽ là máy 12 thanh gông. Của lô nhìn rất thích mắt đúng không ạ? Vách máy cực kỳ là dày. Mọi chi tiết máy rất đẹp. Và sau đây thì em xin được phép thử lên cái âm thanh tiếng chuông cho chiếc đồng hồ. Vẫn là ba bản nhạc như cũ các bác nhá, nhưng mà có thể âm thanh sẽ khác biệt đấy. Mời các bác cùng nghe. Đó, với phần âm thanh thì chắc chắn rằng các bác có những cái nhận xét riêng cho bản thân mình rồi, đúng không ạ? Đồng hồ tạo cây thì tiếng chuông sẽ có cái độ ngân nga sẽ cao hơn, độ ngân và độ lan tỏa sẽ lớn hơn những cái chiếc đồng hồ treo tường kha khá đấy các bác ạ, bởi vì những cái bộ gông dài hơn. Nhưng mà những chiếc tạo cây này chúng ta nên chú ý vào phần thiết kế, như em quay đây, rất đẹp mắt đúng không ạ? Hai mẫu tạo cây của người Mỹ và mẫu ở trung tâm kia cũng của người Mỹ luôn các bác ạ. Những thiết kế Mỹ khá là khó để mà chê, rất đẹp. Các bác nào muốn sở hữu những chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng nhé để nhận được cái sự tư vấn từ bên em. Đó, quay lại thêm một lần nữa để các bác cùng nhìn. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bác.